Ngày 14 tháng 4, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ nam thanh niên đâm người quản lý tiệm game bán cá tại phường Thuận Giao. nạn nhân là anh Tê, 24 tuổi, quê tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 11 tháng 4, khi anh Tê nằm chiếc giường gấp trong tiệm game bán cá thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, thì bị một nam thanh niên cầm dao lao vào đâm tới tấp rồi ép anh Tê phải đưa tiền. Bị đâm, anh Tê chống trả và giằng co với nam thanh niên này. Sợ tiếp tục bị đâm, anh Tê đã đưa ví tiền cho nam thanh niên này. Sau khi lấy được ví, bên trong có 10 triệu đồng, nam thanh niên vứt con dao rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Lúc này do bị đâm nên anh Tê bị chảy nhiều máu, anh Tê đã nhờ người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, nam thanh niên gây án có quen biết với anh Tê. Danh tính nam thanh niên và thông tin cụ thể về vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.